Thử tài siêu nhí mùa 3 năm 2018 đã quay trở lại với nhiều sự thay đổi bất ngờ và thú vị. Những thầy cô sẽ đồng hành và lựa chọn các bé về lớp của mình chính là ca sĩ Quốc Đại và biên đạo múa Phạm Lịch, ca sĩ Tố My và biên đạo múa Quỳnh Mến. Cùng với những màn chào sân dễ thương đáng yêu, đó là tài năng tuyệt vời của các thí sinh nhí. Ngoài bờ tre nắng lên, nắng trôi và bằng tông thêm. Đón xem tập 1 vòng thiết lập chương trình thử tài siêu nhí mùa 3 được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Bảy ngày 20 tháng 10 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 12 giờ Chủ nhật ngày 21 tháng 10 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình ngay sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store.